chân mà ngắn thì là rút cái ghế lui lên được. Vâng, rút được lên trên được để mình dẫm cái sơ cơ sâu vào đấy, đang hướng dẫn cho ông chạy đấy. Hàng lại về rất nhiều các bác ạ. 225 275. Ôi sao bỏ anh Minh đi học? Hả? Kéo vào ô tô đấy. Đánh ra kia. Từ cầu trước. Rồi. Ấy, bới chưa? Bới chưa chú? Ok nhá. Đó, thử cầu trước cho các bác xem. Đó, sớm quá đã bảo ngay. Rất nhiều. Rất xuất sắc. Bạn giao chú ở đâu nhỉ? Tân Yên, Bắc Giang. Tân Yên, Bắc Giang. Chú tận Tân Yên, Bắc Giang. Cái lòng biếc kia của chú kia nhá. Còn vào tí lấy cả bừa biếc nữa. Để xem. Máy lổ rất ngon, thì thầm đèn sáng trắng. Tân Yên, Bắc Giang. Lại lên đường. Tắt đèn đi. Tắt đèn đi. Cái đó, cái móc cái này rồi. Tắt đèn đi. Lại hết điện. Về nhà này hết điện rồi mà. Lùi lên về nhà xuống cho dễ chưa? Ô tô đây. Giờ cái cày lắp thế nào? Cày thì đặt cho vào đây. Về lái xe đã hướng dẫn cho chú rồi. Đã cho thợ chuyên nghiệp lên để hướng dẫn cho chú ngon nghẻ. Nếu mà về nhà mà chú có ruộng thì chạy luôn. Thợ đây rồi. Thích lắp thì thợ sẽ lắp cho chú ngon nghẻ. Chuyên nghiệp. Sửa chữa, lắp ráp. Giao tận nơi. Phục vụ nhiệt tình. Lên xe. Đã lên xe. Chưa, tí cháu còn nhặt cho chú phớt riết để cháu cho vào đấy chú ạ. Cháu không quên đâu chú ạ. Cả một cây chảo nữa nhá. Chảo vừa. Chảo mới bừa nữa ông, đánh sát vào một bên. Để Minh ơi, con đánh cây chảo vào đấy. Xúc cây chảo 5 nữa ra cho ông. Hàng lại về đấy nha các bác nha. Cứ mỗi ngày một hàng. Hôm nay là 22 này. Trợ lực lái chùa cơ là 26 là. Cứ về liên tục các bác. Hàng đi hàng về không ngừng nghỉ. 275 này. Rồi thì 20 trợ lực này. 225 nữa kìa. Đây này 20 trợ lực nữa đây. Rất nhiều các bác ạ. Hàng đi hàng về không. Cái gì hả chú? Miếng đi cậy ra là vứt đi đây. Chú ra mà cậy ra. Chờ tôi nói sai với chú làm gì đâu. Đấy chú cậy ra. Cậy ra phát là mất rồi, rồi vỡ ra ngay. Đố chú đút được vào ấy. Lấy vợ chắc xinh lắm đấy. Rồi con máy rõ đẹp đấy. Chú thử cậy vào nào nó bật ra ngay. Bên kia. Bên kia. Cái đấy ở bên kia. Chú lắp vào phát nó bật ra. Về chú cắt một miếng tôm. Cái cúp không mua lấy được. Cái đấy nó gần như không cái nào cũng giống nhau hết. Thì đây chú cậy luôn cái này thì cậy chứ gì. Khóc bây giờ đấy. Đấy, đây này ở máy đây cậy ra là vứt đi. Con nẻ thì nó có chú ạ. Còn con chẵn thì nó không có cái nào có. Bảo thì không nghe. Đấy, rất nhiều, rất xuất sắc các bác nhá. Trợ lực lại. Cậy lựa lựa ông là vỡ ra chú lấy cái tô vít. Chú lại lại ra. Không là vỡ ra ngay đấy. Cẩn thận là vỡ ra lấy tô vít chú ạ. Hơi lậy lậy nhẹ nhẹ ra là ra được ngay. Lên xe nha các bác nhá. Cho một bên để cho cả xe máy lên. Đã lên xe. Bàn giao không ngừng nghỉ các bác ạ. Con nái vào một bên thôi. Đấy. Đây anh này đã tuổi chơi xe này anh đi đây này. Đi được không? Rồi, ok. Đấy, rất nhiều các bạn. Xem rất đông. Đấy, lại tiếp tục. Ốc mái rồi, chân mái đây này. Đây này, các bố không vặn vào này. Đưa con ốc ngắn này này. Ốc này ốc to thôi mà, ốc này có vừa đâu. Và lấy ốc khác đi. Bà kia đâu? Kia và lấy ốc mái dài 19. Đấy, ngon nghẻ. Bà giao cho ông bác ở đâu nhỉ? Nhờ Phú Bình Thái Nguyên. Phú Bình Thái Nguyên. Đấy, rất đẹp, rất xuất sắc. Bàn giao không ngừng nghỉ. Lốp có đủ không? Thôi gì? Rất ok, thoải mái cho sếp. Đấy, đội thợ nhí làm cho ngon nghẻ chưa sếp? Về nhà, đây em bảo này.
Về nhà sếp chạy ông này ra đây em bảo nhá, cái này nhá. Về nhà mình chạy ở các chỗ các sếp là chạy nước, đúng không? Hết vụ ông tháo con ốc ở đây ra này, nó con ốc ở gầm này. 22. Tháo ra không may nước nó vào trong khe này. Đúng rồi, để nó xuống thì xong ông mở cái lắp này ra, ông đổ một rô dầu vào đây để cho chống dính côn nhá. Đấy. Dầu diesel. Đấy, còn bên Nhật thì nó cứ đổ nhớt nhớt vào thì về bọn em tháo ra nó vẫn vào số là nó hơi kẹt kẹt, nhưng mình về mình chạy một thời gian là nó sẽ hết. Cái thủy lực này bao lít? Thủy lực này thì tuyệt đối không bao giờ phải thay, trừ khi lúc nào mà cái phớt này mà nó giò à, bùn nó chui vào thì mình mới phải thay. Còn không anh chạy mà nó bùn nó không vào, anh chạy năm này qua năm khác cứ để phơi dày lắng, nó lắng xuống trong mà lại ok. Dầu cầu. Dầu cầu nó đổ đầy đủ rồi. Nhưng mà mình về nữa là mai kia mua dầu đặc đổ vào. Thế thôi. Dạ. Nó có thước thăm rồi đây này, về nhà nó có thước thăm ở đây rồi. Mở lắp này lên. Thế thôi. Cầu kiếp các thứ ngon này. Dầu máy 5 lít. Cũng như con ba máy của anh thôi, 4 lít 8 5 lít. Là ok. Phú Bình Thái Nguyên. Chào đón em. Đây đuôi móc viết đầy đủ hết rồi nhá. Sếp ơi. Đây đuôi móc viết đầy đủ rồi. Mình kéo ben biết thử thiết cho bác chưa? Kéo lên. Ok. Rồi. Coi chống nào, coi chống bừa cũ cho anh cái anh ạ. Chống bừa cũ á. Thôi được rồi, tí nữa thì có thì em kỷ niệm cho anh. Cho nó dễ, xa xôi. Xuống đây. Nha. Dây cô loa nữa. Ờ, dây cô loa cho thêm một dây cô loa kia rồi. Đây cháu nó cho thêm dây cô loa rồi này. Đầy đủ hết luôn này. Phớt trước phớt sau lọc dầu lọc nhớt rồi này. Công tắc ba chân cho chú đấy, một cái công tắc ba chân đầy đủ. Và có gì thì hướng dẫn Zalo và hướng dẫn cho bác là ok. Đấy. Đấy. Phú Bình Thái Nguyên. Phú Bình có đội này mua một cầu á. Vươn rất nhiều đội mua một cầu. Đấy. Rất nhiều các bác nhá. Cảm ơn các bác đã cửa hàng ủng hộ liên tục. Ai bảo quay đi. Bảo quay nói đi. Anh biểu. Cầm điện thoại quay được không? Ở đây. Bàn giao không ngừng nghỉ. Bôi quay đi. Bôi. Tắt chưa? Tiếp tục các bạn. Bàn giao không ngừng nghỉ. Ấy. Số má Eru ngay. Bàn giao cho bác đâu nhỉ? Thanh Hóa, Hoàng Hóa. Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Khu nào Hoàng Hóa hả bác? Hoàng Thịnh Hoàng Hóa. Hoàng Thịnh Hoàng Hóa Thanh Hóa các bác nhá. Đây bác ra bác lại rước lốt em 325 tốc độ, vì mà mấy anh vẫn là trong đấy là toàn thích tốc độ cao thôi. Đấy. Toàn thích gọi là đua tốc độ. Đấy. Thôi anh biểu ấy, anh đi xuống đây rồi lật anh không nhảy ra được đâu. Anh cứ toàn nghịch thôi. Lên xe nha các bác nhá. Ấy. Sinh nhà à, đèn trước sáng quắc ấy. Đấy, đây là trắng trắng này. Đây này, được chưa? Hãm chưa? Mình hãm lại chưa? Thôi lên đi. Lên. Vào tầng chậm thôi. Cứ tầng chậm bình tĩnh thôi. Ôi ông. Ừ. Con này nó đi nhanh, nó không như những con khác đâu. Đấy, đấy. Anh biểu ấy, anh đi xuống đấy anh biểu ạ. À. Tí anh đi vào Thanh Hóa đấy nhá. Không nghe, tí vào đấy chơi. Dạ. Thế thì thử luôn đi. Mình ơi, chúng thử cầu cho bác đi. Đấy. Không, cứ con cứ xuống thử cho bác cho chắc chắn đi, bác ở xa này lúc mệt lắm. Xong cô cho phi xuống. Nhà cô nè. Rồi. Ấy 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 ấy. Còn anh biểu ấy, anh cứ lởn vởn cho bay anh ra ngoài đấy. Vào tầng chậm thôi. Đang thử cầu trước. Chào bác. Chéo rồi. Rồi. Cái cầu vào đây. Được chưa? Đây nha bác ơi. Tí tí nhá.
ok chưa? Đấy, gật đầu là cho lên xe. Cái này nó hất về đằng trước là cài nhá, nhả ra là mở hất về đằng sau xong phải móc nó vào hết nãy. Ấy vừa thôi, ép hạn chế cua gấp, cua gấp này nó kêu nó ép cái bơm ấy. Thôi rồi, nó cua lên, cứ cua lên, cua luôn lên, cứ cua lên. Cứ chéo lên đấy, chéo lên. Không thẳng lái. Thẳng lái thế ta. Rồi, thẳng lái. Thẳng lái luôn, không trượt bánh sau. Thẳng lái. Thẳng lái vào bên này. Được rồi. Thôi bánh này, nhìn bánh trước này. Được rồi, lên đi. Lên xe. Lái kia, lái bánh trước bên này ra. Bánh bên này. Sai kìa. Thôi. Cái bánh vừa y chang. Nếu mà không vừa, bác thuê taxi vào đây. Cháu trả tiền cho nhá. Được chưa? Cái gì? Sợ chạm vào đấy gì? Không, không đóng được cửa. Không đóng được bằng xe. Tháo cái này căng lên, cho cái này phật lên xong đẩy vào. Hay tháo ra. Thế đó, đó, đây, 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 để em vào. 325 và Thanh Hóa nha các bác nhá. Mua thêm cả dàn phay. Và cho bác thêm một cái tăng cầy đúng không? Tăng cầy. Một cái tăng cầy và phớt đúng không? Rồi, ok. Đậy cái cánh vào anh Khánh ơi, đậy cánh vào ông là bay mất đấy. Ô cái này phải co lên không là rồi phanh là thì tí co cái này lên, thì bảo bác cái kéo cái mê lên, không được đập vào cái nhựa cái vỡ đấy. Ê Khánh ơi, anh kéo cái này lên này, kéo cái này ra nó đập vào cái nhựa kia. Đâu nào cái miếng này này. Kéo miếng lên chốt nó vào đây để cho nó đập vào trong kia. Vâng, kéo kịch bê lên bẻ cái mê ra. Đấy, xong chốt, rút cái chốt cho vào trong. Được rồi, kéo căng vào, không nó đập vào cái nhựa kia. Bảo đẩy mạnh vào, anh biểu. Anh tí nữa anh đi vào trong Thanh Hóa đấy nhá. Không. Ngày bán rất chi là mệt mỏi. Và hàng về, bây giờ mới rửa ráy tắm giặt cho mấy em, nó mới quay cho các bác xem. Sáng nay là em cũng bàn giao hai em, một em về Thái Nguyên và một em về Thanh Hóa. Và đây em quay cho sơ qua cho bác xem một lô vừa về xong, thì em cũng xếp gọn gàng, vừa rửa ráy xong cũng xếp gọn gàng hết vào trong khe máy bãi rồi. Nên các bác vừa lúc mà cứ đến xem tham khảo rất chi là nhiều. Đây là em 28 này. Em 28 này thì nói thật với các bác là em nhập máy cũng là chục năm rồi. Nhưng mà gặp được em này đúng là cũng là ít, có 102 các bạn. Từ dặn lốp. Đấy, phần giờ giếc là vẫn còn nguyên các bạn. Đây. Giờ này em cam kết là vẫn còn nguyên luôn. Nếu mà tua em không bằng thằng trẻ con này luôn. Con này. Đây có thể lổ lên xem cho bác xem ra. Chưa tua, chưa động chạm một tí nào thì giờ rất. Đấy, chưa tua thì giờ vẫn chỉ lên 900 thôi. Ga ti ấy. Còn đây ga lên, ga lên nào. Ga lên. Quên cắm một rác rồi, anh biểu cam kết với các bác hàng siêu VIP cho các bác, như đưa những ông thợ nào cao tay nhất đến cả test thử em 22 ấy, có 102 các bác. Con này từ cái máy to 4 máy giờ như thế, từ cái ống thở này vẫn còn bền nhau luôn. Con mở cánh ra đi anh biểu lên 50.000 một ngày rồi đấy. Nay bảo đi Thanh Hóa giao máy không đi. Mấy giờ đêm và nên anh không đi được. À đây đèn sáng đây đây. Hàng này thì các bác xem là tối đấy. Xịt trò luôn, từ bơm nước chia thay các bác. Đây, từ bơm nước chia thay.
ra hoàng rồi nhá các bác nhá. Đấy, kiểm định số khung số máy đầy đủ. Hàng là xịn sò. Em này là ngập nhập khẩu nguyên chiếc nên là vẫn còn nguyên cả cái chỗ để chân. Đấy, nguyên cả cái chỗ kẹp vè này đây con đứng nào. Kẹp vè. Kẹp vè viên là vẫn còn nguyên. Đấy, giữ cho đỡ chắc chắn, đỡ rung. Đây hai bên dập khẩu nguyên chiếc. Đây là anh biểu anh bảo lốp mượt lắm đây. Vẫn còn sâu. Ốc bánh này vẫn trắng các bạn ạ. Gặp em này là siêu phẩm luôn. Và hôm nay này em bàn giao lốt một em 325 và một em 245 rồi. Còn những cái lô này là mới về đây này. Về nhiều lắm các bạn, về được 13 14 con. 20 miếc là về 5 con 20 thì có 2 con trợ lực. Và 262 con. Đây em nữa này. 26 này. 26 này, 20 kia nữa. Và 20 một dãy và 275. Còn kia thì đi Hà Tĩnh thì các bác chưa lấy. 24, 26 số rìa nữa đây. Bạn đủ cờ hit rất nhiều. Vì hàng về lắm lúc em không có thời gian quay đâu, cũng chỉ quay sơ sơ qua được tí thôi. Vì là đôi lúc một mình còn phải bán hàng với nắm bác đến ủng hộ rất đông nên không có thời gian quay nhiều chi tiết. Em chỉ quay sơ qua như này thôi, còn các bác nào quan tâm đến cửa hàng nhà em, ủng hộ bố con em thì hãy đến điện trực tiếp cho em. Hoặc hãy đến địa chỉ là Cường Tráng An Thịnh Lương Tài Bắc Linh. Lắm bác bảo là Đại Hải nhưng mà Đại Hải là cái bãi rộng. Cái bãi này là rộng, đằng sau là cánh đồng rất to. Và có cả một cái gốc cây để các bác thử cầu trước, rất chi là ngon nghẻ luôn. Nên các bác là cứ đến đây 33 đây, mấy bác thích 33 rồi 45 rất còn rất chi là nhiều. 33 và vài lượt vẫn cứ vài liên tục nữa. 33 28 là em đã mua được 8 con 28. Sẽ về 8 con 28 đẹp. 26 đây. 26 hai cầu đây. 26 hai cầu. Rất mới, 265. Còn em 33 ở đây thì em bán à, em 275 đâu. À đây, đây là em 275. Em này tạ tiếc vẫn còn nguyên. Công này đã kiểm định xong rồi nhá anh em. Và đấy, và em này kiểm định xong rồi nhưng em này số cơ ben cơ hết các bác ạ. Không có cả chỉnh nghiêng nhá các bác nhá. Có bình không hả anh Biểu ơi? Có cả cục tạ đàng hoàng. Đây là em này là 275 số cơ ben cơ trợ lực lái rùa cơ nữa luôn, chạy 705 giờ các bạn. Còn 24 rồi hai ấy thì rất chi là nhiều. 2422 trợ lực rồi 20 rồi hai đấy các thứ là rất chi là nhiều luôn các bạn. Rất nhiều. À đây em hai máy mái này cũng trợ lực về đây này. Nó cũng đã nhét đầy hết bãi rồi. Mai lại tiếp tục về nữa các bác. Mai là lại về tiếp 22 trợ lực mấy con đấy. 22 trợ lực rồi thì 345 số cơ cũng về đấy. Mai có cả 345 về nữa. Các bác cứ tha hồ lựa chọn. Mày cứ kết 325 hôm nay 325 bán mất rồi còn đâu. 325 mấy bác Thanh Hóa là các bác là đã chinh phục hết 325 nhà mình. Các bác Thanh Hóa bảo là các bác ở đấy là toàn đua yêu tốc độ thôi. Con này rất sửa chuyển thành siêu phẩm mà. Em này không mở tua, đảm bảo các bác luôn. Con này có trợ lực lái đấy. Con này mới về xong đó các bác. 220 trợ lực lái các bác nhá. 20 nhà trợ lực lái này nhà em còn 5 con. 5 con 20 trợ lực lái, đây con nữa này, 56 con nhỉ, bán min rồi. 6 con. 6 con này. Đây 20 trợ lực lái này là các bác này. Đây là 20 trợ lực lái. Đó. Còn đây là 22, 2 cầu. 235. Rất chi là nhiều, 225. Mấy con 225 rồi mà? 225. Đây con nào? Siêu phẩm nổ lên thế nào? Lốp đẹp, xuất sắc. Mượt luôn. Anh Biểu này anh cứ thích lốp mượt. Ấy. Đây này, em này là trợ lực lái. Quán anh, trợ lực lái. Quá xịt xò luôn. 22 trợ lực lái này. 20. Cho luôn. Cho các bác nghe những cái tiếng gáy của em nó. Tối tối bố con em có thời gian quay. Chiều nay còn máy hàng về còn giáp riêng các thứ này bán. Không có thời gian. Giao hàng không ngừng nghỉ các bạn. 24 thôi. Rất đẹp. Đây 33 đây. Hai cầu nha các bác nhá. Ở đây quay cho bác xem một lô 45 rồi 455 26. 22 một cầu rồi 24 hai cầu. Siêu phẩm 455 đây. Rất mới luôn.
số cơ ben cơ trợ lực lái. Đấy, còn đây là 4-5 chẵn. Anh Biểu lóc cánh mà anh Biểu ơi. À, anh không gì. Mai được nghỉ không? Đấy, 4-5 năm ở đây, 3-3 nữa đây. Châu to. Mai lại phải xếp con gì vào đây cho nó gọn không, lại mai hàng về để to hết vào kho bên kia. Đây là 4-5 năm. Còn đây 3-1 năm vẫn còn này. 2-8. Các thứ là đủ các loại cho các bác xem và tha hồ lựa chọn. Những em là ưng ý nhất. Đây mới đội của các bác. Còn đây là một dàn này vẫn còn 24 rồi. 26 rồi. 26 rìa rồi 18 chiếc giá rẻ dưới 90 chứ cũng rất chi là nhiều luôn. Ừ. 2002 đây. 2002 261 cầu. 2220 nhà em thì vô địch. Vô địch luôn. Bãi này bây giờ là lớn nhất miền Bắc các bác nhá. Bãi máy là lớn nhất miền Bắc. Còn bên này là kho dàn phay các bác nhá. Dàn phay đây thì toàn bộ đây các bác cứ lấy mua thì cứ thích dàn nào thì lấy dàn đấy. Tha hồ lựa chọn. Dàn nào đẹp ưng ý thì các bác lấy. Vừa rồi một lô hàng về thì nhiều phay đẹp lắm các bạn. Và dài dàn rất chi là đẹp luôn. Cho các bác tha hồ lựa chọn. Đây. Mét 4 chiếc, mét 352 chiếc. Rất nhiều. Đấy, cho các bác tha hồ lựa chọn. Đúng phay. Rất nhiều. Cây chảo bừa lòng. Đấy. Máy rất nhiều. Ờ. Cho vào đâu? Xe đây. Ừ. Mai đánh vào mai lại về đấy, mai lại tiếp tục hàng về. Đấy. Rất nhiều các bạn. Toàn hàng siêu phẩm, siêu siêu mướt, siêu mượt luôn. Quá đẹp luôn. Và video của bố con em là lại tiếp tục tạm dừng. Các bác xem và đăng ký kênh cho anh Biểu và anh Minh để có hộp sữa và có mì tôm ăn. Anh Biểu ấy và các bác các ông xem và đăng ký kênh giúp bố con nhà con. Đó. Các bác có thời gian thì đến tham quan và xem máy của gia của bố con nhà con, của mấy bố con nhà con. Đấy. Đấy. Thôi xin chào các bác. Chúc các bác một ngày thật vui vẻ. Và xin cảm ơn các bác.